mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt có người mời em cứ lấy để mắt em cười. Bữa nay là chưa biết bao nhiêu hộp nữa hả? Đường đến anh em, đường đến bạn bè. Bữa nay đi phát ở Sóc Thùng với bà On là đợt này là đợt cuối cùng. Thì nào có kinh phí rồi làm là tính tiếp. Cái này đám bà ba không thấy làm từ thiện nữa ta. Cùng với anh em tìm đến mọi người, tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười. Mất cái mối của chị thương ba uổng á. Thì bây giờ hết bệnh rồi, nó ít cho. Cái này là rau muống xào tỏi nè. Còn cái này là trứng vịt. Còn cái này là xúc xích dưa leo, có ruốc nữa nha bà con, để ruốc vô nó đỏ, còn mấy kia xanh. Này cơm nè, đang múc từng hộp về mới sắp ở đây nè. Một chút nó vô đồ ăn. Cái này mình ăn sáng cà ri, bún cà ri.
đang chuẩn bị cơm nè bà con. Chưa biết được bao nhiêu hộp. Nấu mấy ký gạo Nguyệt? Hả? 6 ký gạo. Chắc cũng trên 50 hộp. Đường đến anh em, đường đến bạn bè, tôi đợi em về. Lấy rau muống cũng có lý ha. Rau muống xào dễ hơn. Như là mấy đứa nhỏ nó quen rồi. Đầu tính mua mướp đó. Thiếu không? Hả? Bữa nay được 58 hộp, 58 hộp và đem đi phát thoải mái chút, rồi cho mấy đứa nhỏ, giờ để lên xe nè, cái bình nhựa này cũng cho luôn, bỏ này là cơm nè. Hai vịt nhỏ, một giỏ ở trong này nữa. Ở đây cây nó ung tùm quá, nhìn không thấy rõ cái cảnh ở bên kia. Con đường này là con đường đi Ba Chúc. Làm cơm hồi 5 giờ sáng. Từ 5 giờ sáng tới 7 giờ mới xong. Xong rồi bây giờ chở đi cho vô làng cho mấy đứa nhỏ. Bữa nay nữa là phát đợt cuối cùng. Bây giờ hết tiền rồi, chừng nào có tiền rồi làm tiếp. Còn bây giờ tạm nghỉ đi. Thì cũng vừa đúng mấy đứa nhỏ nó được nghỉ hè. Tuần này là tuần tụi nó nghỉ hè.
là đường Hàng Còng, đường chùa Hàng Còng. Bữa nay phát 7 giờ là phát sớm rồi đó, chứ bình thường là phát 9 giờ. Người ta thì làm cơm để cúng cúng các sư. Thằng tôi làm cơm là để cho mấy đứa nhỏ. Thằng này chắc nó đi đi đổ cái này nè, đổ cái dến. Bằng trái tim.